Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị. Dạ những sản phẩm em lên đó, anh chị thích món nào đó anh chị chỉ chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, 0913330469 nha. Dạ em sẽ báo mã số sản phẩm cho anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái dĩa này anh chị. Một cái dĩa này là đường kính này là 26 nha anh chị, viền vàng nha. Đường kính là 26, đây là viền vàng. Anh chị cái này là rất là đẹp anh chị, hàng vẽ nha anh chị, hàng vẽ tay nha, không phải là bị dán đâu nha anh chị, vẽ tay 100% luôn nha anh chị. Vẽ tay 100%. Và cái này anh chị, cái này là Sosina China nha anh chị, Sosina nha, dòng men cao cấp nha anh chị. Sosina China là một cái dòng men cao cấp. Đường kính của này là 26, viền là viền vàng rồi. Chiếc này em bán cho anh chị 170k chiếc này. Anh chị chốt cho em mã K47. 170k nha anh chị, K47 nha. Rồi em lên tiếp này chị, cái này là một cái hũ trà, một cái hũ đường nha anh chị, hũ đường. Anh chị mở trà cũng được anh chị. Cái này là một cái hũ đường và cái này cái quai như thế này anh chị, quai như thế này nha. Và cái này là viền hơi khoai một xíu anh chị, viền hơi khoai một xíu. À, rồi cái này em bán cho anh chị là cái này là miệng là 9.5 nha anh chị và cao của này là 8.5. Rồi cái này em bán cho anh chị là 200k. Anh chị chốt cho em mã K48 nha anh chị, 200k. K48 nha anh chị. K48 200k chiếc này, K48. Rồi em lên một cái ly anh chị, ly này là ly Satsuma nha chị, ly Satsuma. Này chị vừa có truyện nha chị, vừa là có thư pháp như thế này. Ly Satsuma nha chị, đấy họa tiết hoa nổi. Họa tiết hoa nổi nha chị. Ly này viền vàng, đường kính là 7 và cao của ly này là 7.5. Rồi cái ly này em bán cho anh chị với giá là 90k. Anh chị chốt giùm em K49 nha anh chị, 90k, K49. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là chén men đá nha chị. Cái này em có 5 chiếc như thế này nha. Chén men đá cái này em có 5 chiếc. Và cũng có truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Chén này đường kính là 10.5 nha chị và cao của này là 6.5. Rồi cái này em có 5 chiếc nha chị. 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 170k 5 chiếc chén này. Họa tiết trong ngoài luôn nha chị, vừa là sô cô la. Vì sô cô la cái này là có truyền nha chị, họa tiết hoa nha. 170k. Anh chị chốt cho em mã K50. K50 nha chị, 170k, K50 giùm em. Rồi cái này anh chị em lên ba cái dĩa lưới nha anh chị, ba cái dĩa lưới như thế này. Dĩa lưới này là đường kính 14 nha anh chị và cao của lưới này là 14. À, xin lỗi, miệng là 14, cao của này là 4 nha anh chị. Cái này em có 3 chiếc nha. Em có 3 chiếc nha anh chị. Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị với giá là 3 chiếc nha chị, 560k. 560k ba chiếc này nha anh chị, dĩa lưới nha, chuyện ký đầy đủ luôn. 560k, anh chị chốt cho em mã K51. K51 nha chị, dòng Arita nha chị. Cái này là hai lớp nha chị. K51 nha chị, K51.
rồi em ra một cái dĩa này chị. Cái dĩa này anh chị để bộ trà rất là, cái dĩa này chị, anh chị để bộ trà cái phần đó phần năm. Đây, cái này là một cái quả lựu nha chị. Xung quanh của này là vẽ vàng, họa tiết vàng. Cái này là quả lựu xanh nha chị. Và cái này cũng có truyện ký đầy đủ luôn. Dĩa này là đường kính là 25 nha chị. Và cao của dĩa này là 3.5. Rồi cái dĩa này em bán cho chị một chiếc này là 90k. Anh chị chốt cho em mã K52. 90k nha chị, K52 nha. K52 90k. Rồi em lên một chiếc này chị. Em lên một cái chiếc dĩa này, một cặp dĩa anh chị vẽ tay rất là đẹp lam nha chị. Dĩa này là đường kính này là 21.5 nha chị. Một cái này em có một cặp 21.5. Truyện ký đầy đủ nha anh chị. Rồi cái cặp này em bán cho anh chị với giá là 170k một cặp như thế này. Mấy cái này để bộ trà là rất là đẹp nha anh chị. 170k một cặp như thế này. Anh chị chốt giùm em mã K53. 170k nha chị, K53 nha. Rồi em lên cái bên này chị. Cái này em có 5 chiếc nha. Cái này em có 5 chiếc như thế này. Cái này là trong này là họa tiết là trúc nha chị. Cái này là trúc nha. Cái này em có 5 chiếc như thế này, xanh ngọc nha chị, xanh ngọc và trong này vẽ cây trúc xanh lam. Rồi cái này là đường kính này là 9 nha chị và cao của này là 6. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị 5 chiếc này chị, 5 chiếc này là 100 5 chiếc này em bán cho anh chị 180k 5 chiếc này. Anh chị chốt giùm em mã K54, 180k 5 chiếc nha anh chị, K54 nha. Vừa là có truyện nha anh chị, vừa là họa tiết trúc bên trong và viền là viền sô cô la. Rồi tiếp nha anh chị, tiếp cái này. Em cái này em có số lượng khoảng 10 chiếc nha anh chị. Em có số lượng là khoảng 10 chiếc, cái này mình phân cỡ cho nha. Rồi anh chị, cái này là vẽ tay 100% luôn nha chị, rất là đẹp luôn, truyện ký đầy đủ nha anh chị. Và cái này đường kính này là 9 và cao của này là 6.5. Cao của này là 6.5 nha chị. Rồi cái này em bán cho anh chị là một chiếc như thế này. Một chiếc thế này em bán cho anh chị với giá là 30k một chiếc nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã K55. 30k một chiếc nha anh chị, mã K55 nha. K55. Rồi em lên cái này chị, dĩa này là chữ nhật nha chị. Dĩa chữ nhật. Là đường kính này là 15.5 nha chị và ngang của này là 12.5. Cái này em gồm có là 6 chiếc nha chị, em có là tổng là 7 chiếc. Tổng là 7 chiếc này. Rồi 7 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 160k 7 chiếc nha chị. 160k 7 chiếc.
trong 7 chiếc này nó có một chiếc này nó bị dâm xíu nha anh chị, dâm nhẹ một xíu chỗ này đấy, em sẽ mở vào luôn cho anh chị luôn nha, dâm nhẹ xíu chỗ này nha anh chị. 167 chiếc nha anh chị, có một chiếc là bị dâm nha, em bỏ vào luôn nha anh chị. Đó, dâm xíu chỗ này nè, ở một cái góc xíu này. Rồi anh chị chốt cho em mã K56, K56 nha anh chị, K56. Rồi em lên một cô gái nha anh chị, một cô gái nha. Cô này là đường kính này là 30 nha anh chị, đường kính cô này là 30. Và ngang của cô này là 2, ngang của cô này là 8. Cô này em bán cho anh chị với giá là 400. Cô này bán cho anh chị với giá là 480k cô gái này. 480k anh chị chốt cho em mã K 57. 57. K57 nha anh chị, K57. K57 nha anh chị. Rồi em lên cái này anh chị, cái này em có 3 cái dĩa này là dĩa chữ nhật cây trúc nha anh chị. Dĩa chữ nhật cây trúc. Và cái này em có 3 chiếc như thế này. Rồi 3 chiếc này em bán cho anh chị với giá là rất là rẻ luôn. Đường kính này là 17, ngang của này là 10. Rồi 3 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 80k 3 chiếc này. 80k 3 chiếc nha chị, anh chị chốt giùm em. Anh chị chốt giùm em mã K59 nha anh chị, mã K50. Xin lỗi, mã K58. Mấy mua K ta? Nó nói gì? 83 chiếc. 83 chiếc nha chị, 80k mà 3 chiếc luôn nha chị. Rồi K58. Rồi cái này là dĩa xưa nha chị, họa tiết. Họa tiết là dĩa xưa. Rồi cái này em có 3 cái dĩa nha anh chị, 3 cái dĩa họa. Cái này là dĩa xưa nha anh chị, men họa tiết hoa nổ nha anh chị. Đường kính dĩa này là 16 và cao của dĩa này là 2.5. 16 nha anh chị, cao của dĩa này là 2.5 nha anh chị. Rồi cái này em có 3 dĩa xưa như thế này, nổi cộm nha anh chị. Và rồi cái này em có 2 chiếc nha anh chị, 2 chiếc và một chiếc là bị ở trong là bị nứt như thế này. Mày nứt như thế này nha chị, đấy anh chị nhìn thấy là vết nứt nha. Rồi em bán anh chị là cái này là 90k. Anh chị chốt cho em mã K59. 90k nha chị. Đấy anh chị nhìn cái này, dĩa xanh ngọc nha chị, 90k. Đó, rồi cái này là bỏ vào luôn cho anh chị luôn nha, nứt phía sau. K59. Sách rồi. Rồi em lên hai cái gạt tàn luôn nha chị, hai cái gạt luôn, em bán một lúc hai chiếc luôn nha chị, em bán một lúc hai chiếc. Rồi cái này đường kính này là 11.5 nha chị, 11.5 là một chiếc này nha. Đó. Rồi cái này là đường kính này là 9. Rồi cặp này em bán cho anh chị siêu rẻ luôn, cặp này em bán cho anh chị với giá là 60k một cặp này nha chị. Anh chị chốt cho em mã K40. K40 nha chị đấy. K50. Xin lỗi. K60. Rồi cái này em bán cho anh chị là 60k nha chị, 60k hai chiếc này luôn, K60. Cũng là gạt tàn nhỏ và một gạt tàn lớn nha anh chị, K60 giùm em nha, K60. Đúng rồi, còn K60. Rồi nha chị, cái này là
cái này là dĩa khay ngũ sắc nha chị, cái này khay ngũ sắc, khay ngũ sắc nha chị. Máy hấp cái hộp này rồi. Cái này là đường kính dài là 23 nha chị, và ngang của này là 11, 23 ngang 11 nha chị. Đó chị, đấy cái này là hòa tiết hoa như thế này, và các cái khay nha chị, cái này là chính giữa anh chị đựng cái gì, ví dụ như chả ra, còn cái này là để anh chị đựng nước tương nước mắm nha chị, đấy rất là đẹp luôn. Cái này em bán cho anh chị mỗi cái khay này 1, 2, 3, 4 nha chị, 1, 4 chiếc này em bán cho anh chị mỗi chiếc này là 90k, mỗi chiếc này là 90k, anh chị chốt cho em mã K61 90k nha chị, K61 nha, K61 90k. Rồi em lên cái này chị, ba cái này là tam thái nha chị, ba chiếc này là tam thái đấy. Và anh chị trong hai chiếc này là có một cái khay như thế này anh chị, có khay như thế này nha, và một chiếc này là không có khay. Nói chung em gộp lại em bán cho anh chị hết ba chiếc như thế này tam thái nha anh chị. Đường kính này là 11 và cao của này là 3.5, 11 nha anh chị, cao của này là 3.5. Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị với giá 100k ba chiếc này. Cái này là vừa, cái này là quả lựu nha anh chị, và cái này là sơn thử nha. Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị 100k, K62. Rồi em lên một cái bộ đây chị, một cái bộ dĩa nhỏ, anh chị đựng nước chấm cũng được anh chị, nước mắm nước tương gì rồi. Cái này bộ này em có 7 chiếc. Bộ này em có 7 chiếc nha anh chị, 7 dĩa này. Đường kính của dĩa này là 11.5 và cao của dĩa này là 2. Rồi 7 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 7 chiếc lận nha anh chị. Hai màu. Rồi em bán cho anh chị cái bộ 7 chiếc này. Em bán cho anh chị 90k. Anh chị chốt cho em mã K63. 90k nha chị, K63. 90k là hết 2 4 6 7 chiếc nha anh chị. Rồi em lên một cái ly này chị, ly này là rất là mỏng nha chị, dòng ly sứ xương nha, hoa nổi. Dòng ly sứ xương hoa nổi chị, và cái này là một cái con bướm nha chị, và bướm như thế này. Anh chị nhìn là cái ly rất là mỏng nha, rất là mỏng luôn. Ly quai và có truyện chị, dòng này ly xưa rất là xưa nha chị. Trượng. Cái này miệng là 8 và cao của này là 5.5. Rồi cái ly này em bán cho anh chị với giá là 100k cái ly này. Anh chị cho kèm em mã K64, rất là mỏng nhưng còn nó mỏng lắm nha. Mỏng còn để ý. Rồi cũng là một ly ly chị. Ly này là ly bá tước. Có một cái chú chó nha chị, và chú cúm, và một cái này là chạy đấy. Một bên là một bá tước và một chú cúm, và một bên cũng là anh chị. Truyện này là truyện, cái này là có ký hiệu nha anh chị. Cái này là có ký hiệu nha. Rồi cái ly này em bán cho anh chị với giá là 80k cái ly bá tước này. 80k anh chị chốt cho em mã K65. 80k anh chị ly bá tước nha. Ly này là phong cách Âu nha anh chị, 80k mã 65. Rồi em lên anh chị cái ly này nhỏ, rất là nhỏ luôn, mini nha anh chị. Đường kính của ly này là 6.5 anh chị, và cao của ly này là 4.5. Cái này là ly này có tích người nha anh chị, ly nhỏ mini mà nó có tích người, và dưới ly này là có một cái truyện nổi nha anh chị. Truyện nổi nha anh chị, đóng nghệ nhân nha. Cái ly này rất là VIP nha anh chị. Anh chị nhìn cái ly rất là VIP nha, không phải là. Rồi cái ly này em bán cho anh chị nhỏ mini 70k. Anh chị chốt cho em mã K66, 70k cái ly này. Anh chị nhìn cái truyện nha chị. Đó. 70k nha chị. K66 70k. Rồi em đang tiếp một cái dĩa hoa nha chị. Cái dĩa này anh chị nếu mà có cái xích trà, cái ly trà thì anh chị bỏ vô rất là xuất sắc luôn. Cái này em có một cái dĩa này. Có ly hoa là ghét rồi. Rồi cái dĩa này đường kính là 16 nha anh chị, họ thiết ly này, dĩa này là dĩa phong cách Âu nha chị. Cái này là Sango, cái này là hàng Nhật nha chị, mà cái này giống phong cách Âu.
Rồi cái dĩa này em có một chiếc cho anh chị, em bán cho anh chị là dĩa này em bán cho anh chị với giá là 40k nha chị, 40k. Cái dĩa này anh chị chốt em mã K67, 40k, K67 nha anh chị. Rồi bây giờ em lên một cái dĩa này. Cái dĩa này là anh chị làm cái dầm trà được, anh chị ra làm cái dĩa đựng khay trà. Cái này là dĩa khay trà nha chị. Dĩa này là đường kính này là 27, cao của này là 3.5, 27 nha chị, cao của dĩa này là 3.5. Rồi cái này chị đã có truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Dĩa này nâu râu xám xám nha chị. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 100k cái dĩa này. Anh chị chốt em mã K68, 100k. Nhiều phút rồi. K68 nha anh chị, K68 100k. Chén còn tiền chén con đây. Cái này chén cơm nha chị, chén cơm ngũ sắc họa tiết vẽ vàng nha chị, họa tiết vẽ vàng. Rồi cái này em có 2, 4, 5 chiếc nha chị. Cái này em có tổng là 10 chiếc nha, nói chung em tổng là 10 chiếc cho chị. Cái chén này đường kính là 12 và cao của chén này là 6.5. Rồi cái chén này em bán cho anh chị. Là chị gì? Là chị có bán 55. Rồi cái này em có, cái này em bán cho anh chị với giá là 60k một chiếc nha anh chị, 60k một chiếc. Anh chị chốt cho em mã K69, 60k một chiếc nha anh chị, K69 nha. Cái này em có số lượng là 10 chiếc nha anh chị, 10 chén như thế này. 10 chén nha anh chị. 60k một chiếc nha. K69. Rồi em lên một cái bộ chén này anh chị, một cái bộ chén này nha. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là chén này em có số lượng là 2, 4, 6, 7, 8, 9 nha anh chị, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bộ này em có tổng là 16 chiếc anh chị, tổng là 16 chiếc, 16 chiếc nha anh chị. Đường kính của chén này là 12 nha chị, và cao của chén này là 5.5. Cao của chén này 5.5 anh chị. Em tổng là 16 chiếc nha chị. Em bán cho anh chị là chén này với giá là 35k một chiếc nha. 35k một chiếc. Em có là tổng 16 chiếc nha chị. Anh chị đây, họa tiết hoa rất là đẹp luôn, 16 chiếc. Em bán cho chị mỗi chiếc này 35k. Anh chị chốt cho em mã K70 nha chị, K70. Là tổng là bao nhiêu đây? 35k một chiếc.
K70 nha chị, K70. Rồi em lên một cái cặp tô này anh chị, một cái cặp tô này là tô sâu lòng nha chị, tô rất là sâu lòng nha chị. Đấy, tô này là dòng men tiêu, dòng men tiêu nha chị. Tô này là đường kính là 15 và cao của tô này là 9.5. 15 nha chị, cao của tô này là 9.5. Tô này là hoa văn hai mặt nha chị, hoa văn hai mặt luôn. Rồi một cặp tô này em bán cho chị với giá là đó chị, men tiêu chấm chấm nha chị, không phải là bị dơ bị bẩn gì hết nha. Cặp này em bán cho chị với giá là 140k một cặp như thế này. Anh chị chốt giùm em mã K71. 140k nha chị, K71 nha. K71. Rồi em lên một cái cặp dĩa này anh chị, một cái cặp dĩa này viền vàng nha chị, họa tiết rất là đẹp luôn. Viền là viền vàng, họa tiết rất đẹp. Anh chị, đường kính của dĩa này là 17 nha chị, 17 nha. Đường kính của dĩa này 17 nha chị. Rồi một cái cặp này em bán cho anh chị với giá là 80k một cặp dĩa này. 80k một cặp dĩa này anh chị. Đấy, anh chị chốt giùm em mã K72. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.